Tập 3, Dũng sĩ Hetman, Mãng xà giả dạ. Sau khi chiến thắng quái vật rơi tinh, Kíp cùng các bạn giúp nhân dân Azeroth khôi phục lại những gì đổ nát trước đây do bọn Dom gây ra. Trên được lệnh quay trở về thiên hà Garrison mang theo những công trình khảo cổ quý giá. Kíp cùng ba người kia giúp công chúa Rau ra xây dựng và phòng thủ. Công chúa Rau ra kính mến, tôi nghĩ bọn Dom không quên mối hận này đâu. Chúng có thể tấn công chúng ta lần nữa, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi đã nghĩ đến điều đó và tôi có thể thay thế trên cho robot Hetman trở lại bình thường. Được rồi, thế thì kể từ ngày mai công chúa sẽ tập giọt thử cùng với Plan. Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị xong rồi đây. Kíp ra lệnh cho công chúa vận hành con robot mãnh sư lao lên bầu trời. Phía bên kia vách núi, Plan cũng điều khiển một con mãnh sư khác lao ra đón đầu. Plan nói vang trong máy vô tuyến: cuộc tập dượt bắt đầu, công chúa hãy tấn công tôi đi. Công chúa lao ra nhấn nút khởi động tấn công. Hai luồng điện laser phóng thẳng vào con robot mãnh sư của Plan, nhưng Plan đã tránh được. Công chúa khá lắm, cứ việc tấn công nữa đi. Được rồi Plan, anh liệu mà đỡ này. Đôi bên tấn công nhau quyết liệt trên không, bất phân thắng bại. Phía dưới đất, mọi người hồi hộp theo dõi cuộc tập dượt. Khá lắm, công chúa có thể thay thế trên điều khiển robot. Lúc ấy ở trên không, công chúa cẩn thận nhé, tôi ra đòn quyết định đây. Plan nhấn nút cho một lưỡi dao thép xoay vùn vụt bay ra. Công chúa chưa quen phòng bị nên né không kịp, con robot bị trúng thương xoay vòng tròn trên không vèo. Công chúa Rau ra cũng bị mất phương hướng té nhào trong khoang lái. Nguy quá, công chúa bị nạn rồi. Kíp và các bạn vội vã leo lên các con mãnh sư gần đó, rồi cả ba lao lên bầu trời để cứu nạn. Và Len cũng lao theo để cứu công chúa. Bất ngờ trên cao xuất hiện một phi thuyền lạ. Chiếc phi thuyền chiếu một luồng sáng níu con robot của công chúa lại cho khỏi tan xác. Ủa, ai vậy kìa? Chiếc phi thuyền lạ cứ nâng dần con robot của công chúa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sau đó, chiếc phi thuyền cũng đáp xuống theo. Kíp cùng các bạn cũng hạ xuống đất, mở cửa bước ra bên ngoài. Rồi cùng bà nhũ mẫu chạy vào con robot của công chúa. Cánh cửa phi thuyền lạ mở ra và một người lạ mặt xuất hiện. Trời ơi, công chúa có sao không? Chẳng có việc gì đâu, tôi chỉ bị choáng một chút thôi. Đó là một thanh niên đẹp trai, có mái tóc bạch kim. Chào công chúa Rau ra, nàng không sao chứ? Cảm ơn anh đã cứu sống tôi. Anh là ai vậy? Tôi là cô ba, cô Bra từ thiên hà Halley đi chơi qua đây. Và lên nhảy ra khỏi con robot hét lớn: nói láo, từ thiên hà Halley đến đây rất xa, không thể dễ dàng đi dạo chơi như thế được. Này anh bạn,
Anh đã xúc phạm đến danh dự của tôi rồi đấy. Plain ngang bướng trả lời. Như thế không phải à? Gần đây chỉ có hành tinh Dom mà thôi. Anh bạn lại hạ thấp danh dự của tôi nữa rồi. Không lẽ tôi mà giống bọn quái vật như bọn Dom mà? Chỉ là phỏng đoán thôi, anh bạn muốn gì? Khi người ta bị xúc phạm danh dự, người ta chỉ có thể giải quyết bằng một cuộc đấu mà thôi. Rất sẵn sàng. Công chúa thấy vậy vội la lên. Đừng xin cả hai đừng đánh nhau. Dù sao thì hai người đều là ân nhân của tôi cả. Không được đâu, theo thông lệ của xứ tôi, bắt buộc phải như vậy thôi. Sẵn sàng chưa anh bạn? Chúng ta bắt đầu nhé. Và lên nhích môi cười nhạt rồi bắt đầu thủ thế. Cobra cũng không phải tay vừa. Tấn chân đứng thế thủ. Đỡ nè anh bạn. Và lên lao vào tấn công quyết liệt. Song Cobra vẫn chứng tỏ cho mọi người biết mình không phải là một người dễ bị uy hiếp. Và lên vẫn ngang bướng lao vào. Kia. Cobra bèn đổi chiến thuật tấn công. Hai mắt nổi một luồng chớp sáng như muốn thôi miên đối thủ. Rồi lao đến tấn công và lên tới tấp hự. Chỉ trong phút chốc và lên đã bị quật ngã xuống đất. Này anh bạn, còn cho tôi là nói láo nữa không? Cobra quay sang công chúa. Giờ tôi đã được phục hồi danh dự, chào công chúa tôi về đây. Khoan đã, dù sao anh cũng ở lại cho tôi đền ơn đã chứ. Hừm, dường như hắn không phải là người thường. Thấy là lạ làm sao ấy. Cobra gật đầu đồng ý. Thế là đêm hôm ấy công chúa mở tiệc chiêu đãi để tạ ơn ân nhân. Riêng Blaine thì cứ mãi thắc mắc hắn là ai nhỉ, hay là người của bọn Dom. Bà nhũ mẫu thì cứ vồn vã với Cobra, thấy Cobra rất xứng đôi với công chúa. Này, xếp chân lại cho người ta đi với chứ. Ngài Cobra ăn đi chứ, đây là món ngỗng rô ti ngon lắm đấy. Hừm, thấy hắn ta đẹp trai là bà ta bắt đầu ve vãn ngay liền, thấy ghét. Bà nhũ mẫu tức Blaine lắm nên khi đi ngang qua cứ mãi vinh mặt lên. Ngờ đâu vấp phải chân Blaine té sóng xoài xuống sàn nhà. Ui da, trời ơi đau quá. Mọi người đâu biết được rằng lúc ấy ở lâu đài bọn Dom, tên thủ lãnh đang cười thích thú ra mặt. Ha ha ha. Thế là phần đầu kế hoạch của ta đã hoàn thành. Cobra đã chinh phục được trái tim của công chúa Rau Ra rồi. Ha ha. Ngài thủ lĩnh thật là tinh tường. Cobra đã đột nhập vào lâu đài được thì việc phá hủy robot Hetman không có gì khó. Lúc bấy giờ ở hành tinh Arus, bóng đêm đã chìm xuống. Mọi người ai nấy đều đã chìm trong giấc ngủ. Không ai biết được rằng có những đốm sáng đang di động trong bóng tối. Thì ra đó là những cặp mắt sáng quắc của bầy rắn hổ mang đang tiến đến phòng ngủ của Blaine. Blaine vốn rất thận trọng nên nhận ra ngay những gì khác thường trong đêm. Lạ nhỉ, rắn ở đâu vậy cả? Tưởng rằng chỉ có một con, ngờ đâu nguyên cả bầy rắn lao vào người Blaine. Á hổ mang. Blaine không nao núng ra sức chống cự, nhưng bầy rắn đông quá nên Blaine phải mở cửa chạy ra khỏi phòng. Rắn rắn. Các bạn cũng vừa thức dậy, chuyện gì gì vậy Blaine? Blaine chưa kịp trả lời thì bầy rắn đã lao vào mọi người. Vì vậy tất cả phải ra sức chống cự.
Chỉ sau một lúc bầy rắn đã bị tiêu diệt gọn, không còn một con nào sống sót. Lạ quá nhỉ, không biết rắn ở đâu ra mà nhiều vậy. Tớ cũng chẳng biết nữa. Thôi bọn mình đi ngủ đi, ngày mai hãy tính. Sáng hôm sau, một điều kỳ lạ là từ trước đến nay vùng này đâu hề có rắn. Chứ chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Kỳ lạ thật, ai đưa rắn vào đây vậy nhỉ? Cobra cũng góp chuyện cho mọi người tin. Hay là do bọn Dom đưa vào lúc trước? Ngay lúc đó công chúa bước vào. Này Cobra, hay là anh hãy ở lại với chúng tôi đi. Có anh chúng tôi sẽ có thêm một tay chống lại bọn Dom. Nếu công chúa muốn thì tôi sẵn sàng. Công chúa quay sang Kip. Như vậy được không anh Kip? Kip chưa kịp trả lời thì công chúa đã đưa chìa khóa robot cho Cobra. Anh có thể thay tôi điều khiển nó. Plan tức tối nghĩ thầm trong bụng. Hừm, sao công chúa lại tin người lạ dễ dàng như thế? Ánh mắt Cobra chợt sáng lên vì đã cầm được trong tay chiếc chìa khóa robot. Plan liếc nhìn qua, bất ngờ thấy tay áo của cô ba có vật gì động đậy bên trong. Valen bèn rút súng ra hét lớn: "Công chúa coi chừng rắn đấy!" Cobra chưa kịp định thần thì Valen đã nổ súng đoàng. Viên đạn xuyên qua tay áo làm vải rách toác, từng con rắn chậm nhung nhúc bò ra ngoài. Mọi người thấy chưa, chính hắn đấy, hắn đã âm mưu giết chúng ta. Nhưng Cobra đã nhanh tay chụp lấy công chúa làm bia đỡ đạn. Hà hà, muộn rồi chúng mày ạ. À, Cobra cầm một con rắn dí vào mặt công chúa nói: "Bây giờ mọi người phải làm theo lệnh ta, nếu không con rắn này sẽ chẳng tha cho công chúa đâu." Trời ơi, mau đưa ta vào robot mãnh sư, bằng không thì hè hè. Viên tể tướng sợ nguy hại cho tính mạng công chúa bèn nhấn nút mở cửa thang máy. Cobra mang công chúa bước vào bên trong trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người. Plan vẫn hầm hầm tức giận: "Tôi đã nghi lắm rồi, hèn chi tên hắn là Cobra, nghĩa là rắn hổ mang. Công chúa lại còn tin tưởng mà giao chìa khóa cho hắn nữa chứ?" Kíp bèn bảo: "Chúng ta còn đợi gì mà không vào robot ngay. Hắn đã cướp mất một con rồi." Thế là mọi người nhảy vào thang máy đưa đến con robot của mình. Lúc ấy tại lâu đài của bọn Dom, tên thủ lãnh thường xuyên theo dõi nên biết rõ sự việc. "Ha ha ha, tốt lắm, mọi việc diễn ra y như ta dự tính. Người mau đem đội bay chiến đấu đến để tiếp tay với Cobra." Tên chỉ huy nhận lệnh thủ lãnh bước ra ngoài, triển khai đội hình. Ngay sau đó hắn kéo theo một đội bay hùng hậu tiến về Arus. Khi ấy ở Arus, Cobra đã đưa được công chúa vào bụng con robot mãnh sư. Hắn xô ngã công chúa xuống rồi bước đến bàn điều khiển. Cobra đâu biết rằng có một chú chuột bám theo công chúa từ nãy đến giờ. Chích chích, tỉnh dậy đi rau ra. Hừm, cái máy quỷ quái này điều khiển làm sao nhỉ? Cobra vận hành lung tung, bất ngờ có tín hiệu hiện lên màn hình. Một gương mặt lạ lùng hiện ra, đó chính là quốc vương cha của Rora. "Này tên kẻ cướp kia, ngươi không thể nào điều khiển robot của ta được đâu." "Công chúa ơi, tỉnh dậy đi." Công chúa Rora dần dần mở mắt rồi ngồi dậy. "Ai ai, tiếng ai giống tiếng của cha ta vậy kìa?" Cobra liền quay lại. "Hừ, tỉnh dậy rồi hả?" Hắn
xốc nách nàng dậy kéo đến bàn điều khiển. Muốn sống thì cho robot khởi động mau lên, bằng không thì đừng trách ta. Dưới áp lực của hắn, công chúa đành phải nghe lời. Nàng bắt đầu khởi động máy. Con robot mãnh sư màu xanh chồm dậy lao lên bầu trời. Kíp và các bạn trên bốn con mãnh sư khác cũng vừa lao tới. Cobra đấy, chúng ta tấn công đi. Kíp ra lệnh, các bạn cẩn thận, chúng ta tấn công để bắt ép nó hạ cánh chứ đừng phá hủy, vì chúng ta còn phải ghép thành Hetman nữa chứ. Chúng tôi hiểu rồi, anh ra lệnh tấn công đi. Kíp ra lệnh, bốn con mãnh sư cùng một lúc phóng ra luồng điện chặn đường tiến của robot chở Cobra và công chúa. Cobra bèn hét lên, tấn công chúng nó lại ngay. Bộ muốn chết hả? Này Cobra, không lẽ tôi phải tấn công những người bạn của tôi được à? Ánh sáng từ đôi mắt của Cobra lóe lên một tia nhìn thật là ghê sợ. Ta bảo tấn công ngay nghe không? Nhưng anh là ai mới được chứ? Cobra cười ngạo nghễ, nàng muốn biết ta là ai, ha ha ha. Gương mặt hắn dần dần biến dạng, ha ha ha. Rồi dần dần thay hình đổi dạng, biến thành một con mãng xà to lớn. Công chúa kêu lên thất thanh, mãng xà giả dạng, ha ha, chính ta đây. Bây giờ nàng biết thì đã muộn rồi. Phía bên ngoài, các robot của Kip cùng các bạn vẫn tấn công chặn đường tiến của Cobra. Lúc ấy ở bên trong con robot, con mãng xà từ từ tiến lại bên công chúa. Công chúa sợ quá, ngã vật trên bàn điều khiển. Vô tình, chúng phải nút báo động cấp cứu, khiến cánh cửa sau lưng con mãng xà bật mở. Con mãng xà bị hất văng ra khỏi robot mãnh sư. Ngay lúc đó, phi thuyền của bọn Dom xuất hiện, phóng một tia điện trường đến. Tia điện trường chiếu thẳng vào quái vật mãng xà, làm nó lớn dần lên biến thành khổng lồ. Coi chừng đấy, đúng Cobra là người của bọn Dom rồi. Khoan đã, chúng ta cần phải cứu công chúa gấp. Bốn con mãnh sư bay đến gặp, lấy con robot đưa dần xuống đất an toàn. Phía trong buồng lái, công chúa liền tỉnh dậy. Có tiếng kíp vang lên trong máy, công chúa vẫn an toàn chứ? Vâng, tôi vẫn bình yên, chuẩn bị thay đồ phi hành. Chúng ta phải lắp ráp thành Hetman để chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, con robot của công chúa đã đứng bật dậy. Năm con mãnh sư liền lao lên bầu trời. Phía trước xuất hiện nguồn điện năng sáng xanh trên bầu trời. Các bạn chuẩn bị, tôi ra lệnh lắp ghép đây. Kíp, Len, Hóc, Spain và công chúa cùng hét lên một lượt Hetman. Kíp nắm cần lắp ghép kéo ra rồi xoay một vòng. Ngôi sao năm cánh sáng từ về ở giữa. Năm con robot mãnh sư tự động lao vào nguồn điện năng trong không gian. Các robot mãnh sư nhận được nguồn điện tự động lớn dần lên. Hai con mãnh sư bắt đầu thu mình lại, rồi lắp ghép vào robot đại mãnh sư trở thành đôi tay của Hetman. Hai con mãnh sư khác cũng thu mình thành đôi chân. Đoạn lắp ghép thành đôi chân của Hetman, đầu con mãnh sư há ra và gương mặt của Hetman xuất hiện. Kíp liền ra lệnh Hetman tấn công. Thế là dũng sĩ robot Hetman xuất hiện, gầm lên một tiếng vang trời dậy đất. Lúc
ấy, con đại mãng xà cũng vừa nhảy xuống mặt đất. Tay nó cầm lưỡi hái tử thần trông thật ghê rợn. Hetman chỉ cần 2 bước nhảy đã đáp xuống mặt đất. Quái vật mãng xà vừa trông thấy Hetman liền lao vào tấn công. Song Hetman đã kịp thời né tránh rất tài tình. Hừm, cái lưỡi hái của hắn thật là nguy hiểm, ta phải tìm cách khác mới được. Kíp nhấn nút cho nguồn điện trước ngực Hetman phóng ra tia lửa hình chữ thập. Tia lửa nhắm ngay lưỡi hái của mãn xà bay tới làm nó nát vụn. Nhưng ngay tức khắc, nó mọc lên một lưỡi hái khác. Ha ha ha, Hetman, bộ ngươi tưởng dễ phá hủy vũ khí của ta được à? Vậy thì mình cũng phải dùng vũ khí mới thắng được nó. Kíp điều khiển cho Hetman nhảy ra khỏi vòng chiến. Hetman liền chập hai tay vào nhau, lóe lên một luồng sáng xanh biếc. Đoạn kéo nguồn sáng xanh ấy giãn ra, trong phút chốc đã biến thành một thanh kiếm vô cùng lợi hại. Đoạn Hetman nhảy xuống lao vào quái vật mãn xà tấn công tới tấp. Mãn xà dùng sức giáng giữ lưỡi hái xuống làm Hetman phải đưa kiếm ra đỡ lại. Hai bên cứ ghìm nhau bất phân thắng bại. Ha ha, thử xem ai mạnh hơn ai nào. Hetman nhanh trí lạng người qua một bên, làm lưỡi hái tuột xuống cắm sâu vào đất. Đoạn nâng thanh kiếm của mình lên nhắm người quái vật chém xuống. Mãn xà không kịp trở tay nên bị luồng điện năng từ thanh kiếm chém phải. Cho mi thêm một nhát nữa đây nè. Á á, mãn xà bị 2 nhát kiếm toàn thân cháy rụi đến tận xương. Đoạn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ ầm. Phi thuyền của bọn Dom thấy vậy liền hoảng sợ kéo quân quay về. Alo. Alo. Tên thủ lãnh nhận được tin uất ức, trào máu ra ngã vật xuống đất. Ôi cô ban, con trai thân yêu của ta. Đoạn lão chút hơi thở cuối cùng, mụ phù thủy tức giận bảo: Hừm, ta sẽ trả thù. Dùng vũ lực không được thì ta sẽ dùng mưu mẹo. Kíp cùng các bạn thắng trận trở về. Đêm hôm ấy, lâu đài Mãnh Sư ngập tràn pháo hoa ăn mừng chiến thắng. Qua hôm sau, cũng may là có các bạn giúp đỡ, nếu không thì tôi hối hận biết chừng nào. Viên tể tướng nói: Lần sau công chúa đừng nên tin người mau chóng như vậy. Các bạn liền trêu chọc: Công chúa đừng buồn bã, khi nào cho chúng tôi ăn mừng công chúa lên ngôi quốc vương đây? Tôi đấy à, một người non nớt như tôi làm sao trở thành quốc vương được? Tôi vừa nhận được tin mừng là mẹ tôi vẫn còn sống, tôi đang cho người đón bà trở về. Và mẹ tôi mới xứng đáng là quốc vương của Arớt. Hoan hô! Lúc bấy giờ, tại một nơi không xa lâu đài làm bấy, bất ngờ một chiếc quan tài từ trên không bay xuống. Quan tài bật nắp và 2 bóng đen hiện ra. Thì ra đó là mụ phù thủy cùng con mèo xanh gớm ghiếc. Hí hí, thế nào mẹ của nó cũng đi ngang đường này thôi. Quả nhiên một lúc sau đó có tiếng vó ngựa lộc cộc đi đến. Mụ phù thủy liền nhảy ra chặn đường dừng lại. Này bà lão kia, bà không biết đây là xe chở hoàng hậu à? Hí hí, biết chớ. Vì thế nên ta mới chờ chúng mày ở đây lâu lắm rồi. Quân binh hộ tống liền lao tới để mở đường.
Mụ phù thủy liền chĩa chiếc gậy ra bắn một quả cầu lửa phụt. Đám quân binh bị cháy rụi tan tác ngã vật xuống đất. Á, diệt được quân binh rồi, mụ phù thủy bèn đưa hoàng hậu cùng nữ tỳ đến một ngôi nhà hoang gần đó. Ha ha, muốn sống thì các ngươi hãy ở yên đó. Hoàng hậu sợ quá liền ngất xỉu. Mụ phù thủy cất tiếng cười ghê rợn. Ha ha, hãy xem nè. Mụ nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, ánh mắt long lên sòng sọc. Một luồng sáng lóe lên, gương mặt mụ dần dần biến thành gương mặt hoàng hậu. Đoạn mụ giả dạng thành hoàng hậu nằm ngất bên chiếc xe ngựa lúc nãy. Mụ đâu biết rằng khi quân sĩ bị tấn công, một con chim đã mang thư bay về lâu đài mệnh sư trước. Con chim khôn ngoan bay thẳng vào phòng lâu đài. Ý cái gì vậy con chim khốn kiếp? Có gì đâu, con chim dễ thương như vậy mà anh chê à? Thế em có ngon thì gọi nó lại đi. Được thôi, anh hóc xem nè. Chỉ sau tiếng huýt sáo, con chim đã đậu trên tay của Spain. Các anh xem có hay không? Nè, hình như nó có mang một bức thư quấn lại phía dưới chân kìa. Một lúc sau, công chúa xem nè, có một con chim mang thư đến. Công chúa rau ra tươi ngay nét mặt, cầm thư lên xem. Ồ, mẹ tôi sắp đến, chúng ta hãy đón bà. Mọi người hồ hởi ra khỏi lâu đài. Nhưng khi đến nơi thì, ôi mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Quân binh đâu cả rồi? Mụ phù thủy giả dạng liền đáp: chúng ta bị bọn đom tấn công bất ngờ. Con mau đưa mẹ về lâu đài đi. Công chúa liền đưa mẹ vào lâu đài. Nàng đâu biết đó là mụ phù thủy giả dạng. Mẹ tôi đã về rồi đây nè. Kính chào hoàng hậu. Bà nhũ mẫu liền đến hôn tay hoàng hậu, nhưng khi vừa đụng đến thì á, trời ơi, tay hoàng hậu lạnh quá vậy. Có lẽ vì ta mới đi xa về, không ai có thể nhận ra sự giả dạng này, chỉ có mấy con chuột là biết rõ. Mụ phù thủy sợ lộ tẩy bèn bảo: lau ra à, nhà có chuột nhiều quá, liệu mà diệt cho hết đi. Mấy chú chuột nghe nói vậy bèn tức giận chạy biến. Công chúa đưa mẹ vào phòng: để con chọn cho mẹ quần áo mới nhé. Công chúa mãi nói chuyện nên không để ý đến mụ hoàng hậu giả dạng tay cầm sợi dây định xiết cổ nàng. Vài hôm nữa sẽ làm lễ đăng quang, mẹ cần mặc bộ áo váy nào đẹp nhất. Hừm, cần phải thanh toán mày ngay, kẻo lộ tẩy. Đúng lúc mụ phù thủy định tròng dây qua xiết cổ nàng thì chít. Công chúa nghe tiếng chuột kêu bèn quay mặt lại. Mụ phù thủy bèn giả vờ choáng váng: ô, có chuyện gì thế? Trời ơi, mẹ làm sao vậy? Tại mẹ đi đường xa nên bị choáng váng. Công chúa đưa mẹ lên giường, mẹ nằm nghỉ cho khỏe, mọi việc để con lo liệu. Hừ, mấy con chuột khốn kiếp, suýt chít nữa là ta lộ tẩy rồi. Nỗi tức giận làm bàn tay mụ hiện nguyên hình đầy móng vuốt sắc nhọn. Song công chúa vẫn không hay biết bước ra khỏi phòng. Đêm hôm ấy, mụ phù thủy bí mật gọi con mèo vào: ngươi mau tìm diệt hết lũ chuột ấy cho ta. Sau đó, hừm, đúng là hoàng hậu giả dạng. Nếu mà ta biết nói thì ta sẽ báo cho công chúa. Ái già, con mèo xanh này ở đâu ra vậy cả? Bớ họ hàng nhà chuột
mau cứu tôi với. Hích, lêu lêu mắc cỡ có ngon thì vào đây. Meo meo. Con mèo cố hết sức chui vào nhưng cửa hang hẹp quá không vào được, cứ đứng bên ngoài gầm gừ. Meo meo. Bất ngờ Spendi ngang qua bắt gặp. Oái, con gì thế này? Con mèo hoang sợ chạy mất. Spen bèn đi tìm các bạn. Lạ nhỉ, đời nào có mèo lông màu xanh bao giờ? Tớ quả quyết là đã trông thấy một con mèo màu xanh. Tớ không tin, sao lại là mèo xanh? Hừm, hay là bọn Đom lại có âm mưu gì đây? Các bạn bèn đi báo cho công chúa biết. Công chúa phải cẩn thận, từ hôm hoàng hậu về ở đây xuất hiện một con mèo xanh. Mèo xanh à, tôi không tin, đời nào mẹ tôi có con mèo lạ lùng như thế. Công chúa nói xong liền bỏ đi, cả Hóc cũng vậy, cậu ta cũng không tin việc con mèo. Mèo mà có lông xanh ha ha, Spain hay là em nằm mơ. Đúng lúc đó con mèo xuất hiện lao vào người Hóc, đuổi theo nó mau lên. Xong con mèo đã mất biệt, này Hóc bây giờ đã tin chưa? Chúng ta cần phải tìm cách bắt được nó. Spain reo lên, à em mới nghĩ ra cách này, mình sẽ dùng chuột để dụ nó. Sau đó các chú chuột thân yêu giúp ta việc này nhé. Qua hôm sau là lá la meo, chú chuột liền bỏ chạy, con mèo vội vã rượt theo. Bất ngờ kịp đã kịp quăng dây thòng lọng ra, ô la la hoan hô tóm được nó rồi. Mọi người nhốt mèo vào lồng sắt rồi gọi công chúa và hoàng hậu đến. Bây giờ công chúa đã tin chưa, ở đâu ra con mèo kỳ dị này? Mụ phù thủy biết mình sắp bị lộ tẩy, bèn nhanh tay bỏ một viên thuốc độc vào ly nước. Thôi quan tâm đến chuyện đó làm chi cho mệt, tao ra uống nước đi con. Nhưng Kíp đã nhìn thấy hành động lén lút của mụ, chạy đến giành cốc nước. Khoan đã, nên cho con mèo uống thì hơn. Mụ phù thủy bèn hất ly nước đổ vỡ tan xuống sàn nhà. Ủa hoàng hậu, sao hoàng hậu hành động lạ lùng như thế? Hoàng hậu gì, mụ ta là người của bọn Đom đó. Mụ phù thủy bèn hiện nguyên hình, ha ha, bọn bây nói đúng, chính là ta đây. Đoạn mụ phù thủy chụp lấy bà nhũ mẫu đứng gần đấy, thả con mèo ra ngay, bằng không ta sẽ giết bà già này. Công chúa ơi, cứu, hãy cứu tôi. Lao ra đành phải chấp thuận. Mụ phù thủy ôm mèo đi ra, Kíp và các bạn định đuổi theo nhưng mụ tung lưới điện vây bọc. Mụ phù thủy bay ra khỏi lâu đài tìm cách chạy trốn. Các bạn đang lo lắng thì bất ngờ đôi mắt trên pho tượng quốc vương chiếu một luồng sáng xua tan lưới điện. Kíp và các bạn được giải vây cùng công chúa nhảy vào phòng phi hành. Nhanh lên các bạn, chúng ta cần đuổi theo mụ cho kịp. Chỉ ít phút sau mụ kia rồi, năm con robot lao xuống giẫm nát mụ phụ thủy và con mèo. Con mèo đột nhiên biến thành một con quái vật to lớn. Nó nhấc bổng robot của công chúa lên rồi nhảy xuống dưới hồ nước. Công chúa bị tấn công bất ngờ nên choáng váng rồi ngất đi. Con robot bị chìm dần trong hồ nước, không còn ai điều khiển. Quái vật mèo mặc sức tấn công mà không gặp kháng cự. Kíp và các bạn liền lao xuống nước. Thế rồi cuộc chiến dưới nước diễn ra vô cùng ác liệt. Công chúa được các bạn tiếp sức dần dần hồi tỉnh.
tất cả phóng lên bờ, chúng ta cần lắp ghép thành robot Headman. 5 con robot liền phóng lên khỏi mặt nước một lượt. Khi quái vật mèo nhảy lên được khỏi hồ thì các bạn đã trở thành robot Headman đứng chờ ở đó. Chỉ hai đường kiếm ánh sáng là con quái vật vỡ tan thành từng mảnh. Mụ phù thủy trông thấy vậy liền hối hả bỏ chạy, nguy rồi, phải thoát mau, không thôi tiêu đời. Mụ chạy đến nhảy vào chiếc hòm định quay trở lại hành tinh Dom, nhưng ở đâu mất đi con mèo thần, mụ không còn phép thuật nữa, nằm chết ngạt trong hòm. Còn dân Arus từ nay sống trong cảnh thanh bình hạnh phúc hết. Cái gì đây bố?